Luca chương 3. Đức Chúa Giêsu chuẩn bị thi hành chức vụ. Chức vụ của Giăng Báp-tít. Năm thứ 15 dưới triều Caesar Tiberius, khi Pontius Pilate làm tổng đốc xứ Giu-đê, Herod làm vua chư hầu xứ Galilê, Philip em vua ấy làm vua chư hầu xứ Iturê và Traconis Lysania làm vua chư hầu xứ Abilene, Anne và Caiphê làm thầy tế lễ thượng phẩm, thì có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng con Sa-cha-ri trong hoang mạc. Giăng đi khắp các vùng phụ cận sông Giô-đan, rao giảng báp-têm về sự ăn năn để được tha tội, như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai: có tiếng người kêu lên trong hoang mạc, hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi đồi núi phải ban cho thấp, đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng, và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì thế, Giăng nói với đoàn dân đến để ông làm báp têm rằng: hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, đừng tự nhủ, Abraham là tổ phụ chúng tôi. Vì tôi nói với các người, Đức Chúa Trời có thể khiến những viên đá này trở thành con cháu cho Abraham được. Cái rìu đã đặt kề gốc cây, cây nào không sinh quả tốt thì sẽ bị đốn và ném vào lửa. Dân chúng hỏi Giăng: vậy chúng tôi phải làm gì? Ông đáp: ai có hai áo hãy chia cho người không có, ai có thức ăn cũng nên làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến để chịu báp têm hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng thu quá mức quy định. Binh lính cũng hỏi: còn chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình. Tất cả dân chúng đang trông đợi và tự hỏi trong lòng: phải chăng Giăng là đấng Christ? Vì vậy, Giăng trả lời với mọi người: tôi làm báp têm cho các người bằng nước, nhưng có một đấng uy quyền hơn tôi sẽ đến. Tôi không đáng mở quai dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa. Tay Ngài cầm nia để rê thật sạch sân lúa mình và thu lúa vào kho, nhưng rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Giăng cũng dùng nhiều lời khuyên bảo khác mà rao giảng tin lành cho dân chúng. Nhưng khi Herod vua chư hầu bị Giăng quở trách về việc lấy Herodia vợ của em mình và về tất cả các tội ác vua đã làm, thì vua lại phạm thêm một tội ác nữa là bỏ tù Giăng. Đức Chúa Giêsu chịu báp têm. Khi tất cả dân chúng đều chịu báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu báp têm. Lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Gia phả của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ khi Ngài độ 30 tuổi. Theo người ta tin thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli, Heli con Mát-tác, Mát-tác con Lê-vi, Lê-vi con Mên-chi, Mên-chi con Gia-nê, Gia-nê con Joseph, Joseph con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con A-mốt, A-mốt con Na-hum, Na-hum con Ít-li, Ít-li con Na-ghê, Na-ghê con Ma-ác, Ma-ác con Ma-ta-thia, Ma-ta-thia con Sê-mê-in, Sê-mê-in con Yô-sét, Yô-sét con Yô-đa, Yô-đa con Yô-a-nan, Yô-a-nan con Rê-sa, Rê-sa con Sô-rô-ba-bên, Sô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên con Nê-ri, Nê-ri con Mên-chi,
Minh Chi con Adi, Adi con Kosem, Kosem con Enmadan, Enmadan con Eze, Eze con Yose, Yose con Eliese, Eliese con Yosim, Yosim con Mát-thác, Mát-thác con Levi, Levi con Simeon, Simeon con Giuđa, Giuđa con Joseph, Joseph con Jonam, Jonam con Eliakim, Eliakim con Melea, Melea con Menna, Menna con Mát-ta-tha, Mát-ta-tha con Na-thang, Na-thang con David, David con Jesse, Jesse con Obed, Obed con Bo-o, Bo-o con Sala, Sala con Na-ách-son, Na-ách-son con Aminadab, Aminadab con Admin, Admin con Azani, Azani con Ezrom, Ezrom con Phare, Phare con Giuđa, Giuđa con Jacob, Jacob con Isaac, Isaac con Abraham, Abraham con Thare, Thare con Naco, Naco con Serug, Serug con Rehu, Rehu con Belet, Belet con Hebe, Hebe con Sala, Sala con Cainam, Cainam con Abaxet, Abaxet con Sem, Sem con Noe, Noe con Lemet, Lemet con Metusela, Metusela con Henoch, Henoch con Yeret, Yeret con Mahalaen, Mahalaen con Kenan, Kenan con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Luca chương 4. Ma quỷ cám dỗ. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. Tại đó, Ngài chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn gì cả. Khi thời gian ấy đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ nói với Ngài: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi." Ma quỷ đem Ngài lên, chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trên thế gian trong giây lát và nói: "Ta sẽ cho ngươi tất cả thẩm quyền và vinh quang của chúng, vì chúng đã được giao cho ta, và ta muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả sẽ thuộc về ngươi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép, Chúa sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời phán, ngươi đừng thức thách Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi chờ cơ hội khác. Chức vụ của Đức Chúa Giêsu tại miền Galilê. Chúa giảng dạy tại Nazareth. Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội đứng dậy để đọc. Có người trao cho Ngài cuốn sách tiên tri Ê-sai. Ngài mở ra, tìm thấy chỗ có chép: "Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa." Ngài cuốn sách lại trả cho người phụ lễ rồi ngồi xuống.
mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ, hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Mọi người đều làm chứng tốt về Ngài và kinh ngạc trước những lời đầy ân huệ từ miệng Ngài. Họ hỏi, chẳng phải người này là con Joseph sao? Ngài phán, chắc các ngươi muốn nói với ta câu tục ngữ này, hỡi thầy thuốc hãy tự chữa lành mình. Mọi điều chúng tôi nghe ông đã làm tại thành Capernaum, hãy làm tại đây, nơi quê hương ông. Ngài lại phán, thật, ta bảo các ngươi, không một nhà tiên tri nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật, ta bảo các ngươi, trong thời Eli, khi trời bị đóng chặt trong 3 năm 6 tháng, cả xứ bị nạn đói lớn và trong dân Israel cũng có nhiều bà quá. Tuy nhiên, Eli không được sai đến với một người nào trong số họ, ngoại trừ một bà quá ở Sarepta, xứ Sidon. Trong thời tiên tri Elise, ở Israel cũng có nhiều người mắc bệnh phong hủi, nhưng không một ai trong họ được sạch ngoại trừ Naaman, người Syri. Mọi người trong nhà hội nghe những lời đó thì nổi giận. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đỉnh núi, nơi người ta xây thành để ném Ngài xuống. Nhưng Ngài lánh khỏi họ và đi nơi khác. Chúa đuổi quỷ. Ngài xuống thành Capernaum, thuộc miền Galilee và giảng dạy trong ngày Sa-bát. Mọi người đều kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài vì lời Ngài đầy uy quyền. Một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội la lớn, hỡi Giê-xu ở Nazareth, chúng tôi với Ngài có can hệ gì mà Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó, hãy im đi và ra khỏi người này. Quỷ liền quật ngã người ấy giữa đám đông, rồi lìa khỏi mà không làm gì hại đến anh ta. Mọi người đều sợ hãi nói với nhau, đạo gì vậy? Ông ấy lấy uy quyền và năng lực mà truyền lệnh cho các quỷ và chúng phải ra khỏi. Danh tiếng Ngài vang lừng khắp các vùng chung quanh. Chúa chữa lành bà gia của Phi-e-rơ. Đức Chúa Giê-xu rời nhà hội vào nhà Si-môn. Bà gia của Si-môn đang sốt nặng. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. Ngài đến nghiêng mình về phía bà, quở cơn sốt và sốt lìa khỏi bà. Lập tức bà trỗi dậy và phục vụ mọi người. Chúa thực hiện các phép lạ và truyền giảng tin lành. Khi mặt trời lặn, người ta đem những người mắc đủ các chứng bệnh đến với Ngài. Ngài đặt tay lên từng người và chữa lành cho họ. Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người và la lớn, Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài quở trách và không cho phép chúng nói, vì chúng biết Ngài là đấng Christ. Vừa rạng sáng, Ngài đi vào nơi thanh vắng. Dân chúng đi tìm Ngài. Khi gặp được, họ cố giữ Ngài lại, không cho rời khỏi họ. Nhưng Ngài phán với họ, ta cũng phải công bố tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành phố khác nữa, vì ta được sai đến với mục đích đó. Vậy Ngài rao giảng trong các nhà hội miền Giu-đê. Luca chương 5. Mẻ lưới kỳ diệu. Một lần kia, khi Đức Chúa Giê-xu đứng bên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy 2 chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Ngài lên một trong 2 chiếc thuyền đó là chiếc của Si-môn và bảo ông chèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền giảng dạy cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn, hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Si-môn thưa, thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy 2 thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ quỳ xuống, ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu và thưa,
Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Gia Cơ và Giăng con CBD, bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Giêsu phán với Simon: đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài. Chúa chữa bệnh phong hủi. Khi Đức Chúa Giêsu đang ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phong hủi đầy mình. Thấy Ngài thì sấp mặt xuống đất van xin: lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giêsu giơ tay chạm đến người ấy và phán: ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức bệnh phong hủi biến mất. Ngài truyền dặn anh ta không được nói với ai và bảo: hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dân tế lễ về việc con được sạch, theo như Môi-se dạy, như một lời chứng cho mọi người. Danh tiếng Ngài ngày càng vang lừng. Đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa chữa bệnh bại liệt. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang giảng dạy. Có những người Pha-ri-si và các thầy dạy luật từ các làng trong miền Galilê, Giu-đê và từ thành Giê-ru-sa-lem đến ngồi tại đó. Quyền năng của Chúa ở với Ngài để chữa lành bệnh tật. Kìa, có mấy người khiêng một người bại liệt trên giường, đang tìm cách đưa người ấy vào trong nhà và đặt trước mặt Ngài. Vì đông người quá, không thể đem người bại liệt vào được, nên họ trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, rồi dòng cả người lẫn giường xuống trước mặt Đức Chúa Giêsu giữa đám đông. Thấy đức tin của họ, Ngài phán: hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bắt đầu thắc mắc: người này là ai mà dám nói phạm thượng như thế? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền tha tội? Nhưng Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ nên phán rằng: tại sao các ngươi thắc mắc trong lòng như vậy? Giữa hai cách nói: tội lỗi con đã được tha, hoặc hãy đứng dậy bước đi, cách nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng con người ở thế gian có thẩm quyền tha tội, Ngài phán với người bại liệt: ta bảo con, hãy đứng dậy vác giường trở về nhà. Lập tức người bại liệt đứng dậy trước mặt họ, vác giường mình đã nằm và đi về nhà tôn vinh Đức Chúa Trời. Mọi người đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ sợ hãi nói: hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ thường. Chúa gọi Lê-vi sự kiêng ăn. Sau đó Đức Chúa Giêsu đi ra ngoài, thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại phòng thuế thì Ngài phán với ông: hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi mở tiệc lớn khoản đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thu thuế và những người khác ngồi cùng bàn với Ngài. Những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo phàn nàn với môn đồ Ngài rằng: sao các ông lại ăn uống với phường thu thuế và bọn người tội lỗi? Đức Chúa Giêsu đáp: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta không đến để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Họ nói với Ngài: môn đồ của dân cũng như môn đồ của người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của thầy lại ăn và uống. Đức Chúa Giêsu đáp: các ngươi có thể bắt khách dự tiệc cưới kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng đến lúc chàng rể được đem đi khỏi họ thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn. Ngài cũng kể cho họ một ẩn dụ: không ai xé một mảnh áo mới mà vá vào áo cũ. Làm như vậy, áo mới sẽ rách và mảnh vải mới cũng không xứng hợp với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu mới làm nứt bầu da. Rượu đổ ra và bầu da cũng bị hỏng, nhưng rượu mới phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai đã uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người ấy nói rằng rượu cũ ngon hơn.